Tôi không cần biết, tôi chờ việc này lâu lắm rồi. Ngày mai đúng giờ đúng hẹn tôi sẽ tới bệnh viện. Bực ghê. Bảy ơi, Bảy à, trời ơi, cái gì mà ướt dèm nhẹp vậy nè, nhà cửa gì tùm lum tà la hết trơn à. Bảy à, Bảy à, trời ơi, nhà cửa gì mà bỏ đi đâu vậy? Bảy ơi, Bảy à, trời ơi, bà có sao không bà? Sao vậy nè? Trời ơi, có ai cứu bà với? Bà ơi, bà có sao không bà? Bà ơi, bà dậy đi bà. Anh Thịnh, em cho anh mượn nè, trong đó có thư. Mày không mượn thì cho tao mượn nha, tao đang định ra một từ. Ngọc mời hai anh ngày mai qua nhà Ngọc chơi. Ê Thịnh, Thịnh. Anh ơi. Ê Thịnh, Thịnh, Ngọc đưa mày cuốn sách, trong này có thư nè. Thôi, mày trả lại cô ấy đi. Nhưng mà Ngọc mời mày, trong đó có tao nữa. Chủ nhật này Ngọc đãi canh cá linh nấu bồng súng ngọt lắm. Tao sắp làm luận văn tốt nghiệp rồi, tao không đi đâu. Đi đi. Ê, hôm đó ta sẽ góp chai rượu nha. Thôi. Thịnh, Thịnh. Mình làm gì với cuốn từ điển bây giờ ta? Mình có nên đi không ta? Mà điên mình vô duyên quá. Bà canh cá linh nấu bông xuống, uống với rượu hết sảnh. Bây giờ Trang chẳng thì đi, Trang lẽ thì không đi. Trang lẽ. Ý, Trang chẳng. Đây là mình được ăn canh cá linh. Hai vạch đỏ là có thai. Ông Trì à, kỳ này ông đừng hòng mà chạy thoát nha. Thì đúng là anh đi thăm bà Long định một chút rồi về. Em đợi lâu chưa? Anh á, hồi trước toàn đến đây đợi em không à. Cả tháng nay toàn bắt người ta đợi. Anh xin lỗi mà. Xin lỗi nha. Ừ. Nói nghe nè. Cái gì? Em báo cho anh tin vui nha. Tin gì? Anh đoán thử coi. Đừng nói cái bầu nghe. Ủa, anh không mong chuyện đó hả? Em nói vậy là sao? Vô đây. Đứa gì? Thì quen thứ thai với gì. Anh á, cũng thông thạo quá ha. Nè. Anh rất vui mừng. Thiệt vậy hả? Trời, nãy giờ em cứ tưởng. Tưởng gì? Thì tưởng anh không thích chứ gì.
Em lúc nào cũng vậy. Nhưng mà em à, anh thấy thời điểm hiện tại bây giờ nó không thích hợp. Hay là mình để sang năm đi. Anh đang được đề bạt làm chức phó giám đốc, nhưng mà từ ngày ông trợ ông nghỉ rồi, cái ghế phó giám đốc vẫn còn trống. Mình phải biết tranh thủ á, đúng không? Thì có gì em xin nghỉ việc. Em nói em về quê, anh thuê cho em phòng để ở, có ai biết đâu. Nghĩ ra thì em nói cũng đúng đó. Thôi, cái chuyện đó gác là sao? Thôi, anh này thấy ghét quá. Em chịu anh á, chứ vậy là không có tốt cho đứa bé đâu. Tốt không tốt, tốt quá đi chứ. Ghét quá. Anh. Ngọc nó mời Thịnh, Thịnh không đến mình lại đến, vậy có vô duyên không ta? Nhưng mà Ngọc cũng mời mình mà. Hả? Anh Phát. Ngọc. Anh Thịnh đâu? Ủa, bộ không có thằng Thịnh thì anh không được vô ăn hả? Mùi canh cái linh thơm quá. Đã nấu đâu mà thơm. Ủa em chưa nấu hả? Em chuẩn bị xong hết rồi, em để các anh đến thôi. Mà anh Thịnh đâu sao không thấy tới? Thằng Thịnh nó kêu tụi mình cứ ăn trước đi, rồi đắt nó lại sao? Không có anh Thịnh thì ăn gì. Mà thật ra anh biết anh Thịnh đang ở đâu đúng không? Biết. Anh không muốn nói dối em. Lúc đầu anh không nghĩ ý kiến của má anh lại có ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy. Anh đã coi nhẹ chuyện đó. Bây giờ anh mới thực sự hiểu anh đang chống lại cái gì. Nếu ở công ty mâu thuẫn quá căng thẳng, anh có thể xin chuyển chỗ khác. Còn ở nhà thì khác. Đây là một phần cuộc sống của anh em ạ. Nếu như anh đã nói vậy thì... Không, em đừng hiểu lầm ý anh. Anh nói ra tất cả suy nghĩ của mình để em hiểu và thông cảm cho anh, là để em giúp anh có thêm sức mạnh, là để tất cả chuyện này không chỉ là ảo ảnh. Ngọc à, anh đi thôi. Nhưng sao anh lại không đọc thư của em? Anh lại cố tình tránh mặt em vậy? Là vì mỗi người có giai đoạn phấn đấu của mình em à. Nếu mà anh không hoàn thành được thì anh sẽ ân hận suốt đời. Anh đang bận làm đồ án tốt nghiệp của anh, mà má anh lại ban bị bệnh. Không biết là bệnh gì mà má cứ ngất hoài à. Ở công ty thì có chuyện của Tính liên quan trực tiếp tới anh, và bà Long là chủ tịch hội đồng quản trị. Em nói anh phải làm sao đây? Chính vì vậy mà trong chuyện tình cảm với em. Nhưng không phải có nó là anh có thêm sức mạnh hay sao? Đúng vậy. Nhưng mà anh xin em, trong giai đoạn này em biết là tình cảm của anh với em không hề thay đổi mà. Nhưng em, nhiều khi em... Không đâu, anh yêu em, nhất định anh sẽ cưới em. Anh nói đúng, đã có lúc em hay giận anh. Có lẽ em quá ích kỷ, em đã không thông cảm với anh. Em sai rồi. Không phải đâu. Yêu nhau, người ta bộc lộ tình cảm với nhau thì không có gì sai đâu. Và thậm chí không bao giờ đủ cả.
mấy chén cơm mới được giọt máu. Rình cả đêm được gì chứ, đúng là khùng. Xe. Dạ chào bác. Trời ơi, tới thăm được rồi, còn quà gáp gì con? Bác gái sao rồi bác? Con ngồi đi. Dạ. Bác sĩ nói mai mà không bị gãy xương. Cũng may quá. Nhưng mà phải nằm lâu đó. Dạ. Cậu ngồi đây với bác gái một tí nha. Dạ bác đi. Xin bác sĩ nói ngay vào điều mà chúng tôi quan tâm nhất, là liệu bà ấy còn có thể thực hiện việc cấy ghép trứng được không ạ? Thưa ông, chúng tôi lấy làm tiếc. Tôi hiểu rồi. Ngay từ đầu tôi cũng đã đoán là không được rồi mà. Não bà ấy có một sự tổn thương rất nghiêm trọng. Chính vậy mà tôi mong rằng khi bà ấy thật sự khỏe, thật bình thường trở lại, ông mới nên nói cho bà ấy biết. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. À, phải nhớ là hốp dùng bụng vào vậy nha. Đi ngộ quá hả? Đúng rồi, quay lại người tiếp theo, lẹ lên. Phải chú ý phần tay, giày nha. Thả lỏng ra, mặt nhìn thẳng. Em thử tạo dáng coi. Rồi, em tiếp theo. Tốt lắm, quay lại. Tiếp. Còn ai nữa không? Đi lại từ đầu. Tươi lên. Rồi. Đẩy người lên. Quay trái. Được rồi đó. Đi tiếp. Tự tin lên em. Được rồi. Tốt. Đó. Tạo dáng. Rồi. Người tiếp theo. Rồi, tốt lắm. Rồi, các bạn đi tiếp đi. Lan đó. Đi đi em. Ra đi. Các bạn vỗ tay cổ vũ cho Thư đi. Cố gắng lên, tự tin lên. Ok, rồi chỉnh sửa lại phần vai nè, phần hông tí nè. Đó, hóp bụng vào. Thẳng chân. Thả lỏng tay một chút. Rồi, ngước mặt lên. Rồi, tốt. Má mới đi chợ về hả má? Gì đâu mà chợ búa.
mỗi ngày một giá. Ủa sao con không lo ôn bài đi? Con vừa mới ôn bài rồi má. Vậy hả? Chà, ráng mà thi đậu cho má mừng. Con thi đậu xong rồi thằng Thịnh nó tốt nghiệp xong là má khỏe. Vậy con làm gì không, vậy? Không có gì má. Rồi xuống nấu nước đi uống đây. Vậy ông đã hỏi đi hỏi lại chưa? Rồi, bà tưởng chỉ một mình bà quan tâm mà. Rồi bác sĩ khẳng định sao? Bác sĩ không dám khẳng định. Bà tính coi, trước khi bà té, họ còn không dám khẳng định nữa là. Bực quá. Vậy con nhỏ giúp việc, công an đã tìm được nó chưa? Chưa. Chắc vụ này nhỏ quá nên họ không quan tâm. Với lại nó có ăn cắp gì đâu. Nhưng mà nó xô tôi té mà. Nghe nói nó có viết thư lên công an, bảo là bà đánh nó. Còn có chuyện đó nữa hả? Tại nó hỗn với tôi nên tôi mới đánh nó. Nhưng mà bà cũng nóng tính quá. Ông thì lúc nào cũng binh người làm hết á. Ông đã kiếm được người làm khác cho tôi chưa? Bà cũng khó tính quá đi. Người thì bà cho là không hợp tuổi, sát chủ. Còn già quá thì bà sợ làm không được. Trẻ thì bà sợ hỗn láo. Vậy tôi biết kiếm người nào cho hợp với bà bây giờ? Bây giờ kiếm người làm đâu phải dễ đâu. Đứa con này là của ông. Ông không thể chối bỏ đứa con của ông được. Cô đi ra ngoài đi. Đi đi đi. Ông làm cái gì vậy? Đi, đi. Ông muốn tôi ra. Muốn tôi ra. Ông. Đi ngoài đi. Tôi không ra đó thì sao? Trước đây có người nói với tôi ông là kẻ dắt chanh bỏ vỏ, chuyên đi lừa những nhân viên mới vô công ty. Vậy mà tôi không tin họ, tôi lại tin ông. Bây giờ đang giờ làm việc. Cô cầm lại đi. Tôi với cô sẽ tiếp tục hạnh phúc. Tháng sau á, tôi sẽ mua xe cho cô. Mà không á, thì đường ngay nấy đi. Một đồng cũng không có, đừng mơ với thằng này. Muốn viết đơn phải không? Tôi sẽ đưa tiền, mua giấy viết, viết ha. Nó không có tội tình gì hết á. Tôi sẽ đẻ nó ra. Rồi ra sao cũng được. Đi đi, đi ra ngoài. Đi. Thai non sảy thai là cái chắc. Không lấy hả? Cất vô. Không. Em làm sao vậy? Mình đi đi. Đi em. Lúc đó mới thất tình, lại nợ nần. Chị biết đó, cuộc sống mới xa nhà lúc nào cũng khó khăn thiếu thốn. Rồi ông ấy lấy tiền ra nhử em. Em biết ông ấy nhử em à? Em biết chứ. Em đâu phải đứa khờ. Nhưng mà em nghĩ em cũng chẳng còn gì để mất.
Thôi thì gần gũi ổng. Mà chị biết không, ổng cũng ngọt ngào lắm, khác hẳn với mấy thằng bồ cũ của em. Ông cũng biết cách làm cho phụ nữ hạnh phúc lắm chị. Em thật là dại dột, để cho lão lợi dụng mình. Thật ra thì em cũng lợi dụng ổng đó chứ. Em... vậy còn cái thai em tính sao? Em định để, nếu nào đi thì em đâu còn cái gì để ràng buộc ổng nữa chị. Em lúc đầu em sẽ nói dối ổng. Ổng hứa là sẽ mua cho em một chiếc xe mới. Lấy được chiếc xe rồi em sẽ tính tiếp. Thôi chị phải về, chị có hẹn. Chú ơi tính tiền. Chị ơi, để em trả cho. Em mời chị mà. Hồng à, theo chị nghĩ, gì thì gì, trong cuộc sống cũng có những tiêu chuẩn đạo đức. Em đừng có nghĩ rằng mình cứ sống buông thả rồi lúc nào đó lại làm lại từ đầu. Cái xấu sẽ thấm vào mình, mà mình không thể nào ruột rửa được đâu em à. Thôi chị đi. Chị mời em sang đây là để bàn xem với công ty em. Dạ. Có mời bọn chị sang làm quảng cáo cho công ty em hôn vậy mà. Dạ. Việc này để em bàn lại với ông giám đốc. Tại vì mọi việc ông quyết định hết, chứ em làm phó giám đốc không thể quyết được gì. Chị biết em là người lãng mạn, chắc công việc quản lý cũng không thích hợp với em nhiều lắm phải không? Đó là chuyện trước kia thôi chị. Bây giờ cờ trong tay ai nấy phất. Em bây giờ ra dáng phó giám đốc lắm chứ bộ. Vậy nha em, em cố gắng giúp chị ha. Dạ, có gì em sẽ báo chị sau. Ừ. Bây giờ chị em mình đi ăn ha. Thôi, để hôm khác đi nha, chị còn phải đi đón cháu nữa. Dạ. Vậy dạ. Nha. Hình như là chúng ta gặp nhau rồi, đúng không? Đúng rồi, hôm bữa gặp ở quán ăn đó. Em là em của anh Thịnh nè. Cho tôi xin lỗi chuyện hôm bữa nha. Đâu phải lỗi của anh đâu. Anh xin lỗi giùm bạn anh. Em quên chuyện đó rồi. Anh đừng nói với anh hai em là em học ở đây nha. Ok em. Cảm ơn anh. Chào em. Em buồn lắm phải không? 1.7 thầy không bất ngờ trước kết quả này. Em phải nhớ rằng chỗ nào cũng có người này người nọ. Học chỉ là một quãng đường ngắn trong cuộc đời của mỗi con người.
làm việc bền bỉ và không mệt mỏi nhất định sẽ đem lại thành công. Em hãy chứng minh cho mọi người thấy, thầy tin ở em. Dạ, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Và em xin hứa với thầy rằng trong thời gian sắp tới, em sẽ không làm thầy hổ thẹn vì có người học trò như em. Tốt lắm. Khi nào làm giám đốc nhà máy dài, nhớ tặng cho thầy một đôi nha. Chắc chắn là như vậy rồi thầy. Dạ. Chào em. Ủa anh, anh tình cờ đi ngang qua đây, nghe nói em cần cuốn này phải không? Ủa, anh cũng quan tâm tới thời trang sao? Có chứ, anh sản xuất giày mà. Với lại chị Lý, cô giáo của em, đang nhờ công ty tài trợ. Anh làm em ngại quá. Anh làm chung anh trai em mà. Giờ em có rảnh không? Có gì gì không anh? Anh muốn mời em đi uống nước. Anh muốn tìm hiểu thêm một số về thời trang. Em có biết gì đâu mà anh rủ đi vậy? Thế em không muốn hỏi chuyện về anh trai của em sao? Ừ. Vậy mình đi. Ừ. Chào. Vô đi em. Sao bữa nay có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm vậy? Anh này, rồng tôm gì? Anh ấy mới là rồng á, biết không? Ủa anh ơi, chị với cháu đâu rồi? Thì bữa nay bà đưa mấy đứa nhỏ về đám giỗ bên ngoài. Mà sao không đưa chị đi, để chị đi mình cực thân. Công việc ở đây còn đăng đăng đi đi. Sao lại có chuyện gì không? Đây còn chút quà biếu anh. Thôi chị bày vẽ làm gì, cất đi, ở nhà còn nhiều lắm. Bày vẽ gì anh này, em có phải họa sĩ đâu mà vẽ. Chị này cứ giữ hoài. Giữ đi. Cảm ơn. Thực ra hôm nay á, tôi đến đây á, là để bàn với anh một chuyện. Thôi không nói vòng vo nữa nghe. Bây giờ vậy nè, công ty mình từ ngày ông trở phó giám đốc nghỉ hưu, vẫn còn trống một chân phó giám đốc. Ông Thanh thư ký công đoàn từ bên bộ đội chuyển về thì lại không có chuyên môn. Trước đây mọi người cho rằng chỉ có ông hoặc tôi là thích hợp ngồi chiếc ghế đó, nhưng mà bây giờ lại có thêm thằng Thịnh nữa. Nó mới lên phó quản đốc thì làm nên trò trống gì. Ông đừng có chủ quan. Tôi nghe bà Long nói thằng này có nhiều tham vọng lắm. Nó từng làm một bài báo gì đó là muốn cải cách lại công ty. Vậy à? Tôi đã cho người theo dõi nó. Nó hình như đã tốt nghiệp thêm một trường đại học nữa, và đang nghiên cứu để làm gì đó, để thở cán không còn bị dập tay như trường hợp của thằng Tính nữa. Ghê vậy à? Ông cứ ở trên trời, có ngày nó mà lên nó cưỡi đầu đè cổ ông cho mà xem. Rồi lúc đó những chuyện mèo mỡ của ông á. Chị nói gì hả? Mèo mỡ gì ở đây hả chị? Thôi đi, đừng đóng kịch với tôi nữa. Chị cho người theo dõi tôi à? Cần gì theo dõi, trong công ty ai mà không biết. Sở dĩ ông bà Long để ông yên á là vì nể cậu ruột của ông là ông Quyền, phó chủ tịch hội da giày thành phố. Nếu thằng Thịnh mà lên thì khác đó. Nó bắt tay với thằng Kiên cùng chơi ông á, thì lúc đó nó cũng chẳng ngại gì đến cậu ruột của ông đâu.
Vậy thì bây giờ chị kêu tôi phải làm sao? Chúng ta phải hợp sức chống lại thằng Thịnh, quyết không cho nó có cơ hội leo lên nữa. Còn chức phó giám đốc á, hoặc là ông, hoặc là tôi, ai lên người đó hưởng. Chúng ta không dèm pha nhau là được rồi. Ông thấy làm sao? Còn gì nữa. Thôi chị uống nữa đi. Dạ. Xong rồi sao nữa anh? Xong rồi hết. Họ anh học lớp 8, có cô Hiên dạy địa. Ừ. Mỗi lần giảng bài cô hay ngửa mặt lên trời, mắt lim dim và nói rất du dương. À, như thế này. À, dòng sông Sen lững lờ chia đôi thành phố Paris làm hai khu. Bên này là khu ăn chơi, bên kia là khu suy nghĩ. Mà phải nói là cô ấy rất là đẹp. Những lời cô ấy giảng từ tay bên này chui qua tay bên kia. Hôm kiểm tra anh phải quay cớp. Vậy chắc anh được điểm 10. 10 cái gì? Bị bắt trải cặn. Sáng thứ hai bị đọc tên lên trước toàn trường. Anh quay muốn độn thổ. Anh phải xấu hổ lắm. Còn em chỉ thuộc bài Văn tế nghĩa sĩ cần duột. Bài khó quá trời. Mà anh còn nhớ không? Nhớ linh xưa phải không? Ừ, bài đó đó. Không hiểu sao mà em thuộc bài được. Cô gọi kiểm tra được 10 điểm. Ồ. Đến hôm sau có giáo viên xuống dự giờ. Bài bài Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Bài rất dễ. Nhưng mà em chủ quan, không nghĩ cô gọi mình. Cô thì chắc nghĩ là em yêu thơ, gọi em lên. Ngỗng đúng không? Ngỗng là còn may á. Bị điểm không, cô thì tức quá mặt đỏ bừng bừng. Đến bây giờ em còn nhớ rõ mặt của cô á. Lâu lắm rồi anh mới cười một trận thoải mái như vậy. Em cũng vậy á. Bà thôi em phải đi về đây. Em đọc xong sẽ trả lại cho anh nha. Bye anh. Bye em. Giờ sáng rồi đó. Đây ngủ chứ mai còn đi làm nữa. Con sắp xong rồi nè. Con làm quá, con hết lòng với công ty, xong rồi đổ bệnh người ta có biết cho đâu. Thôi kệ họ đi. Thấy đúng thì mình làm thôi má ơi. Con đi ngủ nha. Má vô ngủ luôn đi. Đi anh. Rồi. Cảm ơn anh nha. Về chuyện gì? Tiền học phí của em. Cô Lý gọi em ra nói là anh trả tiền học phí rồi. Em ngạc nhiên lắm. Em định không lấy rồi. Nhưng mà em nghĩ khi nào em thành người mẫu nổi tiếng rồi, em sẽ trả tiền lại cho anh. Anh không tin hả? À, anh tin. Xạo.
anh nói là anh tin thiệt mà. Sao em lại cười? Ngồi nói chuyện với em, anh thấy rất là thoải mái. Không như nói chuyện với Hồng Phương, lúc nào cũng căng thẳng. Là vì anh yêu chị ấy? Có thể. Mà em nói thật, anh đừng có giận nha. Em thấy chị không hợp với anh đâu. Còn em thì hợp. Còn Huy... Thôi em phải đi về, em còn phải nấu cơm nữa. Em đi ăn với anh. Về ăn cơm một mình buồn lắm, đút không vô. Em còn phải nấu cơm cho anh và mẹ em nữa. Hẹn em lại hôm khác ha. Cho anh. Bye em. Tôi má tôi mới về. Con, bằng đại học bây giờ đẹp ghê luôn á. Coi nè, nó chụp cái hình này mặt mày nó sáng trưng kìa. Má. Sáng trưng gì đâu má ơi. Nè, con phải học tập anh con. Ôm thi đi. Con mà thi không đậu là không được với má đâu đó. Con. Dạ. Mình được vậy rồi có được thăng chức không? Chắc không đâu má ơi. Nhưng mà tới kỳ xét lương chắc là được tăng một bậc. Vậy hả? Giờ xong xuôi rồi, kiếm cô nào đàng hoàng chút nha. Trời má này, mới có bằng đại học thôi má làm như cái gì. Má uống nước đi. Mùi gì vậy? Như là mùi... Dạ thưa bà, tôi mới vừa xịt mũi. Đưa tôi ra ngoài sân đi, hôi quá. Cái mùi gì vậy? Như là mùi... Dạ thưa bà, tôi mới vừa xịt mũi. Đưa tôi ra ngoài sân đi, hôi quá. Ê. Sao? Học tốt kịp tại chức mà làm luận văn chữ khá thôi à? Dạ. Thôi, để đây đi rồi tôi nhận. Tôi kèm vô hồ sơ. Uống đi. Dạ. Con xin phép chú. Dạ. Bằng đại học. Mày đại học, tao học đại. Mà mày bằng thiệt, tao bằng múa. Để có thằng nào đạp thằng nào. Bởi vì bà chất mới nói đúng. Mình phải kề vai sát cánh. Nếu không, tụi nhỏ sẽ leo lên đầu mình ngồi. Vậy là
con được nữa hả? Dạ đúng như vậy ạ. Vậy sao ông nhà tôi lại nói là... Dạ vậy thì tôi không biết đâu, tôi chỉ thấy ghi trên hồ sơ vậy á. Bà có chuyện gì vậy? Bác sĩ vừa cho tôi biết sự thật, sao ông lại giấu tôi? Tại vì mình còn yếu quá mà. Trời ơi. Thôi mà, bà cứ bình tĩnh, nằm nghỉ đã. Trời ơi. Ổng đối xử với em tệ quá. Ai lại đánh người như kẻ thù vậy? Tại vì ổng biết em để lại đứa bé này, rồi ổng điên tiết lên. Em cũng chẳng cần. Ổng hứa hẹn đủ điều đó. Ổng là người có địa vị mà. Em không tin là ổng dám... Dám gì? Dám bỏ rơi em. Thôi đi, lão cũng đang bỏ rơi em đó thôi. Em nghĩ là tại vì em chưa sinh đứa bé ra, đâu có người cha nào bỏ rơi con của mình đúng vậy. Nhưng việc này khác. Ông tức là do ông nghĩ rằng em đang cài bẫy ông. Thậm chí ông cũng không tin đây là con của ông nữa. Sao lại không tin? Từ lúc em quen ông đến giờ, lúc nào em cũng quanh quẩn ở nhà máy. Em có quan hệ với ai đâu chứ. Ông là người đàng hoàng thì còn nói làm gì nữa. Ông không đàng hoàng, sao lại được công ty tín dụng quá vậy? Sao mà ngây thơ quá vậy? Đàng hoàng, hôm đó ông đã số té em rồi còn gì. Bây giờ lại còn đánh em như vậy nữa. Ông mới giở trò, em sẽ kiện ông. Em dám kiện không? Chị à, chị giúp em nha chị. Chị thì giúp được gì cho em chứ? Em nghĩ là chị có học, chị quen biết nhiều người. Chị giúp em viết lá đơn rồi gửi đến những nơi cần gửi, được không chị? Thật ra chị thật tình á, chị rất là ngại. Chị ngại thì thôi, còn gì để nói nữa. Thôi được, chị sẽ giúp em. Nhưng em phải thật sự quyết tâm đó. Em quyết tâm. Ông đéo giả vậy. Nếu em để yên cho ổng thì chắc ổng sẽ lừa thêm nhiều cô gái khác nữa. Thôi em cứ viết đơn đi, chị sẽ sửa rồi đem đi đánh máy. Thỉnh thoảng chị ghé nhà em chơi nha. Vậy em định nghỉ luôn à? Cái bụng này bắt đầu lớn rồi. Em đi làm sợ anh ta biết. Mà buộc bụng lại, em sợ sau này con em nó khờ. Em nghĩ vậy cũng phải.
Thôi chị về đây. Chị muốn xin lỗi cô về mấy cái bạc tay. Tiền đây, cô hãy về quê đi. Tôi không cần. Tôi nói cho cô biết, ông ấy hiền, nhưng thằng đầu bếp này cũng có hiền đâu đó. Tôi nói cho anh biết, đừng có hòng. Tôi có chết cũng không để cho ông ấy yên đâu. Đừng có hòng mà dọa tôi. Vậy tôi hỏi cô, ông ấy có lỗi gì với cô? Cô cặp với ông ấy, ông ấy đã cung phụng với cô biết bao nhiêu tiền. Bây giờ cô có bầu, ông ấy cho cô tiền, cô phá đi. Cô muốn gì nữa? Ông lừa tôi. Ông hứa là cho tôi lên văn phòng làm. Rồi ông còn nói hứa cái gì? Lời nói không mất tiền mua. Ông hứa như vậy cô mới lên giường với ông được chứ. Còn cô, cô mất mẹ gì? Cô đã chẳng còn là con gái. Sao cái vụ thất tình đó hay sao? Ông Đạn, tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh đi về đi. Tôi với anh không có nợ nần gì nhau hết á. Muốn gì thì anh kêu ông đến đây nói chuyện với tôi nè. Cô Hồng, từ giờ á, cô muốn nói chuyện với ổng, trao đổi trực tiếp với tôi. Tiền của cô đây. Tôi không muốn. Không thì mặt xác cô. Tiền nè. Con chào bác. Ờ, chào em. Con chào. Ủa? Anh Di quê mới lên hả mày? Ừ. Dạ bác. Còn có ít trái cây biểu bác nè. Trời đất ơi, sách chi cho cực vậy? Dạ đâu có gì đâu. Tại lúc nãy trên đường đi á, còn thấy người ta bu đông nghẹt à. Còn tưởng cái gì, con bu vô luôn. Ai về đâu người ta mua trái cây, con mua luôn. Chưa đâu bác, còn con gà nữa nè. Con má con gửi lên, con đem qua đây ăn chung cho vui. Thư, em xuống làm gà đi. Nó sắp chết rồi đó. Ủa sao vậy anh? Tại nãy anh sợ nó chạy á, anh còn chặt quá giờ lè lưỡi kìa. Ôi mẹ quá mày. Ừ, anh á, cứ chơi đi, chút đừng ăn nha. Để em xuống nấu nước, lá anh xuống cắt cổ gà nha. Ừ. Thôi để má làm cho. Thôi khỏi đi má. Để tụi con. Con đi nha. Trời đất ơi. Cho cậu Kiên lên phòng tôi. Dạ. Mời vào. Dạ chào bác. Ừ, cô ngồi đi. Dạ. Cậu nghiên cứu xem có thể thực hiện được cải tiến này không.
Dạ, nếu mình đổ thêm như vậy vào thì sẽ xấu cái máy đi bác à. Liệu có ảnh hưởng gì đến năng suất hay không? Dạ, cháu nghĩ chắc là không. Vậy sau khi sản xuất người ta không làm luôn đi? Dạ, tại vì công nhân của họ có ý thức lao động cao. Còn khi vận hành dây chuyền, người ta quy định thợ phải đứng cách máy 1 mét. Còn công nhân của mình, nhiều người ở dưới quê lên nên... Vậy thì cô cho làm ngay đi. Dạ. Tại sao vậy? Né cái gì mà né? Trời ơi. Ủa, má có chuyện gì vậy? Cái con này nè, không chịu đi thi đại học. Đi học làm người mẫu, chịu nổi không? Sao em không thi đại học mà đi làm người mẫu vậy? Không hỏi ý má, cũng không hỏi ý kiến anh nữa. Má, con sắp đi làm rồi. Má không phải lo cho con, sau này có điều kiện con sẽ đi học lại mà. Nhưng đó không phải là cái nghề. Cái gì mà ăn mặc hở hang, đi đi lại lại thấy mà ghê. Thôi đi má. Thư, đi vô trong rửa mặt đi. Đi. Đi đâu vậy? Má con... Vô đi. Thôi má đừng giận nữa. Lỗi tại con, lâu nay con không quan tâm chăm sóc nó. Trời ơi, nó nghe lời ai mà bây giờ nó hư hỏng vậy không biết nữa. Có chuyện gì mà anh thấy em buồn vậy? Mình đi uống cà phê nha. Không, em không thích. Nghiệp về má em thấy rồi la quá trời. Vậy cậu Thịnh có nói gì không? Anh hai không nói gì hết á. Ở nước ngoài nghề người mẫu phát triển lắm, tương lai nước mình rồi cũng vậy. Thực ra anh hai cũng biết điều đó, nhưng ảnh lo cho em quá. Còn má em lúc nào cũng phải học đại học hết á. Hồi trẻ má em khao khát được học, nhưng mà vì chồng con quá sớm, còn trẻ mà đã ba con rồi. Ủa, sao anh chỉ thấy có hai anh em mà, còn một người nữa đâu? Bị lạc từ nhỏ. Mà buồn cười lắm, hồi đầu á má em cứ tưởng chị Ngọc là con của má, cấm anh hai không được quen chị Ngọc. Sau á thì biết không phải, nhưng cấm vì thôi mà thôi. Thôi anh nói chuyện của anh đi. Anh với chị Hồng Phương sao rồi? À, tụi anh yêu nhau, nhưng nhiều khi anh cảm thấy cô ấy đùa giỡn với anh quá. Em nói thật nha, bà không hợp với anh đâu. Bà sống trong gia đình giàu có, từ bé đã được sung sướng rồi. Phương cũng lạ lắm, có khi cô ấy rất tốt. Vậy anh thử kể một việc tốt của bà coi. Thôi em đi về đây. Ông ta đã lợi dụng tôi, làm cho tôi có thai rồi ruồng bỏ tôi. Giờ đây ông ta chẳng những không đối hoài đến tôi, mà còn thường cẳng chân hạ cẳng tay với tôi nhiều lần. Hiện trên mặt tôi còn đầy những vết thâm tím. Tôi viết đơn này gửi lên ban lãnh đạo công ty để tố cáo ông ta. Cũng cần phải nói thêm, có nhiều người kể lại tôi không phải trường hợp duy nhất. Trong công ty ông ta cũng đã dùng những thủ đoạn tương tự làm hại rất nhiều cô gái khác, kỹ đơn, Thu Hồng. Chuyện này rất là phức tạp. Ông ta đã làm hại rất nhiều chị em, không thể để ông ta cứ nhẫn nhơ như vậy mãi được. Nhưng bằng chứng với nhân chứng không có. Bằng chứng là lá đơn này, nhân chứng là cô Hồng. Nhưng lão ta sẽ cãi lại. Cãi làm sao được, chuyện 2 năm rộng 10.
nhưng mà đối với những người công tâm kìa. Còn đằng này, hồi em chưa về cũng đã có cô kiện ông ta rồi. Ông Long đưa ra rồi nói cũng tại cô gái đó lôi kéo ông chị. Cuối cùng cô gái đó tự nghỉ việc, ông chị thì chẳng sao hết. Cái chính là ông chị là cháu ông Huyền. Còn ông Huyền á là phó chủ tịch hội da giày thành phố. Tuy ông Huyền không chi phối công ty nhiều, nhưng ông ta lại quen biết nhiều ở bộ ngoại thương và cả lãnh đạo thành phố nữa. Vậy mình đành chịu à? Anh nghĩ tụi mình phải chờ. Phải chờ thôi. Chờ gì? Chờ có nhiều người cùng đứng ra tố cáo một lúc. Chờ? Lỡ không có ai cùng tố cáo thì sao? Hay là anh sợ mất lòng ông ấy? Em không biết tính anh sao lại nói câu đó vậy? Biết đâu, con người ta mà. Anh mới được thưởng, có thể sắp được đề bạt tăng lương, nên anh ngại va chạm chứ gì. Em không được xúc phạm anh như vậy. Anh không làm thì thôi, cứ cuộn trong vỏ ốc của mình đi. Em Ngọc. Công ty của con có nhiều chuyện rắc rối lắm mà. Công ty lớn như vậy, hàng ngàn cán bộ với công nhân viên, anh chỉ là hạt cát, anh lo chi cho mệt. Nhưng mà thôi, có nói má với em cũng không hiểu đâu. Phải rồi, giờ các cô các cậu lớn hết, sao tôi hiểu cho nổi. Không phải đâu má ơi, nhưng mà con thương công ty của con giống như gia đình mình vậy. Bây giờ công ty của con rắc rối lắm. Nguyên nhân sâu xa chính là vợ chồng ông bà giám đốc. Bà thì lấy lời lãi làm tất cả, còn ông tôn trọng công nhân mà lại không có quyền. Một số người thì dựa vào thế lực của người khác mà không ai dám nói gì hết. Một số người có tâm huyết thì... Anh nói anh phải không? Ừ. Anh việc gì phải tâm huyết? Làm hết việc của mình, đủ ngày công, lãnh tiền hết. Nói như em thì sao tiến bộ được. Anh muốn nói đến sự cụng mòn ý chí cầu tiến của con người. Tất cả mọi thứ dành cho đời đều tốt đẹp chắc là khó lắm. Má hiểu con. Má biết á, là con đúng. Nhưng mà con cứ như vậy á, là con khổ lắm đó nghe. Công ty đang gặp chuyện bất bình. Chuyện gì vậy con? Mà thôi, việc này nhạy cảm lắm. Ơ kìa Thịnh. Má, má để anh hai một mình đi má. Má ăn cơm đi. Ăn cơm đi má. Kệ anh. Phải trường hợp duy nhất. Trong công ty ông cũng đã dùng những thủ đoạn tương tự làm hại rất nhiều cô gái khác. Dẫn chứng nào thật đó? Kêu ông Trì lên gặp tôi. Dạ, anh cho gọi em à. Cậu đọc đi. Thật là một sự vu khống trắng trợn. Vu khống à? Anh không tin em sao? Mấy lần trước cũng là vu khống sao? Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy hoài, sẽ có đứa kiện lên thành phố, kiện ra tòa. Đến lúc đó không có ai che chắn cho cậu được đâu. Thôi được rồi, cậu đi đi. Cậu nên nhớ, đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho cậu đó. Dạ, dạ em cảm ơn anh à.
tao cho mày bao nhiêu tiền. Được, xem tao với mày đứa nào diệt được đứa nào cho biết. Sao còn chưa đi nữa? Dạ em đi à. Mình đi mua đồ nha em. Dạ. Có gì anh nói luôn đi. Từ từ đã nào. Sao cậu hay vội vã vậy? Tôi xin lỗi. Tính tôi là vậy. Tôi biết là dở nhưng mà quen mất rồi. Nhưng mà thật ra thấy cũng đâu có gì vội đâu. Đúng vậy. Cuộc sống mà, mình phải vừa làm vừa hưởng thụ, như vậy mới thú vị. Tôi muốn bàn cậu chuyện này. Chiếc xe tôi đang chạy, tôi muốn để lại cho cậu. Cậu thấy sao? Ý anh là muốn bán lại cho tôi hả? Ừ, được không? Như tôi làm gì có tiền mà mua? Thì tiền thưởng đó. Làm sao mà đủ? Bấy nhiêu đó chỉ đủ để mua cái dàn máy vi tính cũ thôi. Tôi đang tính mua máy vi tính, chưa có tiền đổi xe đâu. Chuyện này tôi đã suy nghĩ rồi. Cậu lấy bộ máy vi tính của tôi đang dùng mà xài. Tiền bạc khỏi lo, coi như tiền thưởng là đủ. Nếu vậy thì thiệt canh lắm đó. Không sao. Thật sự mua mới thì đắt, nhưng mà để lại không bao nhiêu. Nhưng bây giờ tôi có lãnh được tiền thưởng đó mà mua. Nếu là của cậu thì không lĩnh được, nhưng nếu là của tôi thì sẽ rất dễ dàng. Nếu anh nói vậy thì bây giờ cậu lấy xe tôi mà đi, còn bộ máy ghé nhà tôi lấy luôn. Tôi rất cảm ơn anh. Lúc khánh thành cái máy, tôi có hứa sẽ tặng cậu một khoản nhỏ nhỏ. Chuyện mua bán đương nhiên là phải sòng phẳng. Nhưng nếu cậu cảm thấy có chút gì đó thì gọi cho tôi. Xem như tôi tặng cậu. Như vậy mà nhỏ nhỏ cái gì? Phải nói là một khoản lớn mà rất thiết thực với tôi nữa chứ. Anh đúng là người tốt, tôi cảm ơn. Cậu làm gì cũng vì mọi người. Tôi làm việc này chỉ vì cá nhân tôi thôi. Thật ra cũng tốt cho tôi chứ sao. À, giấy tờ xe và các giấy tờ liên quan tôi làm rồi. Tại sao anh biết tôi đồng ý? Cậu là người có đầu óc mà. Chẳng lẽ một việc hợp tình hợp lý như vậy mà cậu lại từ chối sao? Chẳng dấu quên lâu chợt hiện về trong tim tôi, bất chợt làm cho đôi môi khẽ nói lên lời yêu. Sổ tan mau đi bao nỗi buồn hằn sâu bao lâu, vì tình yêu kia tuyệt vời mặn nồng nhưng vỡ màu. Em xinh tươi như hoa trong ngày trời xanh bao la, em nhẹ nhàng quá cho ta quên hết bao sầu lo. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng yêu dù một ai đời này, tình hay thay đổi cho con tim ta thêm bối rối. Ta yêu người bằng chính con tim. Xong rồi. Con ơi con, ở đâu mà con mang về nhiều dữ vậy? Con trúng số đó má. Anh xạo, chắc có ai cho mượn tiền chứ gì? Là của anh mua đó. Mua? Ừ. Con ơi, tiền ở đâu mà con mua xe máy rồi mua máy vậy? Là tiền thưởng của con đó má. Tiền thưởng? Dạ. Thiệt không? Tiền thưởng của con mua hết mấy thứ này đó. Vậy là từ giờ con khỏi ra tiệm chơi nữa rồi. Cái gì? Mua máy về làm việc chứ không phải để chơi game nha. Lâu lâu anh cũng phải cho em giải trí chứ. Thôi anh sợ em quá. Nè con, bây giờ má làm một bữa cơm thiệt ngon đãi cả nhà mình luôn nha. Má má, con mời dạ. Một người nha. Ừ. Một người nữa. Má đi mua đồ đi, con kêu ông Phát qua làm. Hả? Anh Phát nữa hả? Ừ. À anh hai, còn chiếc xe nữa, anh tập cho em đi đi. Chút á, còn đi qua hàng xóm nữa. Thôi đi, em mà biết chạy chắc mượn xe anh chạy tối ngày quá. Con phải tập cho em đi, nó còn chở má đi chợ nữa. Ừ. Thôi được rồi, thay đồ đi.
Em mặc vậy thì sao? Cái gì? Em mặc đồ mất thăm mỹ gì ra đường hả? Vậy mà cũng bắt thay đồ nữa. Bao yêu thương quên lâu chợt hiện về trong tim tôi, bất chợt làm cho đôi môi khẽ nói lên lời yêu. Sự tan mau đi bao nỗi buồn hằn sâu bao lâu, tình yêu kia thiết với mặn nồng nhưng vỡ màu. Em xinh tươi như hoa trong ngày chưa sáng bao la, em nhẹ nhàng qua cho anh quên hết bao sầu lo. Ta cứ mơ sẽ chẳng dù một ai nơi đây, thì mới thay đổi cho con tim ta thêm bối rối. Ta yêu người bằng chính con tim mình, chẳng dối gian chi người hơi. Ta yêu người dâng hết cả tâm hồn, chờ hỏi hướng hoa tình yêu. Ta yêu dù có xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những khát khao đời. Sau ngày sau tình vẫn chờ anh dài lâu, xin yêu ơi bằng chính con tim mình, bằng những chiếc hôn ngọt ngào hương tình yêu. Nó về rồi kìa. Đây là bạn trai của con. Vô đây con. Dạ chào bác. Ngồi đi ngồi đi. Ngồi đi con. Ngồi đi anh. Rồi bây giờ cũng ly nha. Dạ. Vô. Rồi vô. Má, nè má. Nè mời anh. Không, anh hai. Có anh nè. Đây. Nè, ra nữa nè. Rồi hai đứa ăn đi. Dạ. Tự nhiên nghe. Tự nhiên đi. Dù có xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi. Nè, đang nghĩ gì vậy? Dạ không. Tập xe cũng thích quá anh hả? Đổi đi. Em muốn này nè. Uống đi rồi tập nữa. Dù biết xa sao ngày sau, tình vẫn chờ. Em có mệt không? Xin yêu ơi bằng chính con tim mình, bằng những chiếc hôn ngọt ngào hương tình yêu. Ủa, em đang nghĩ gì vậy? Không, thì ra xe và dàn máy vi tính là anh để lại cho anh hai em hả? Ừ. Giá chỉ bằng một nửa. Xe và máy đều đã cũ rồi. Nếu là mới thì số tiền đó chỉ đủ mua hai cái bánh xe thôi. Trong việc mua bán này em có liên quan gì không? Có thì sao mà không có thì sao? Có thì yêu nhiều hơn một chút, nếu không có thì yêu ít hơn một chút. Thực ra em định mời anh đến ăn liên hoan, nhưng em nghĩ lại rồi, có lẽ mình không nên để anh hai biết chuyện mình đang quen với nhau. Sao vậy? Anh sẽ suy nghĩ lung tung và ngại với anh. Em nói cũng phải. Bây giờ em muốn ăn gì? Anh nghĩ rằng em mời anh ra đây chỉ để mời ăn thôi sao? Không, nhưng mà không lẽ cứ để bụng đó rồi về? Cũng phải. Anh thử tìm một lý do cho buổi tối hôm nay xem. Rửa xe và rửa máy vi tính. Hai thứ đó đằng nào anh cũng phải mua mà. Vậy ha.
mình đành chịu à? Anh nghĩ tụi mình phải chờ. Phải chờ thôi. Chờ gì? Chờ có nhiều người cùng đứng ra tố cáo một lúc. Chờ? Lỡ không có ai cùng tố cáo thì sao? Hay là anh sợ mất lòng ông ấy? Em không biết tính anh sao lại nói câu đó vậy? Biết đâu, con người ta mà. Anh mới được thưởng, có thể sắp được đề bạt tăng lương, nên anh ngại dây chạm chứ gì. Em không được xúc phạm anh như vậy. Anh không làm thì thôi, cứ cuộn trong giờ óc của mình đi. Em Ngọc, anh sẽ không cuộn mình trong giờ óc đâu. Rồi em sẽ thấy. Một công ty giống như một con tàu lênh đênh ngoài biển cả. Từ thuyền trưởng đến người hoa tiêu, thợ máy, phải đồng tâm hợp lực. Bởi vì không phải ngày nào sống cũng yên, bể cũng lặng. Nếu chúng ta mất đoàn kết, thì một khi bão tố nổi lên, con thuyền ấy sẽ mất phương hướng và lao vào gành đá. Thật đáng buồn vì cán bộ công nhân trong công ty hiện đang mất đoàn kết một cách trầm trọng. Rồi nữa, cán bộ lãnh đạo không gương mẫu, thậm chí có người còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi, mà nhục nhã thay cho họ là trục lợi ngay trên thân xác chị em phụ nữ, vốn cùng là những người làm thuê, cùng có những khó khăn thiếu thốn, cùng khao khát công ăn việc làm, đời sống ấm no và sự công bình như mọi người lương thiện khác. Con thuyền chúng ta đang bơi trên biển, hiện thời sóng yên bể lặng, hiện thời chỉ là một chút nước rỉ ra từ một khe nứt nhỏ. Nhưng nếu chúng ta chủ quan, không lập tức cho sửa chữa lại, thì e là đến một ngày nào đó, nó sẽ lan rộng, bục vỡ, và chắc chắn dẫn đến việc con thuyền sẽ bị chìm đắm. Đúng, công ty chúng ta là một con thuyền đang có lỗ thủng, mà những chuyện tiêu cực như vậy đâu phải bây giờ mới xảy ra, nó xảy ra lâu lắm rồi. Thằng Thịnh viết hay lắm, anh chị em cho thằng Thịnh một tràng pháo tay. Đứng đây làm gì vậy? Làm việc đi. Chị, giờ sao đây? Ủa không, may quá gặp em ở đây. Mình nói chuyện chút nha. Chị đang định tìm em. Em muốn gì không? Dạ. Chị kêu cho. Nước ngọt đi chị. Em ơi, cho chị hai chai nước ngọt. Dạ. Cái đơn của em có tác dụng ghê lắm. Ủa, em có chuyện gì vậy? Họ tới kiếm em phải không? Dạ. Em đừng có lo, chị đã đưa lá đơn của em cho anh Thịnh rồi. Anh Thịnh đã viết một bài báo cáo cho tất cả mọi người trong công ty. Mọi người rất phấn khởi em à. Dạ. Chị nghĩ sau chuyện này sẽ có nhiều người dám đứng ra tố cáo ông ta. Nhưng mà em sợ lắm. Với lại má em biết chuyện rồi, má lên bắt em phải về quê đó chị. Vậy em để mình thiệt thòi sao? Không được. Nhưng mà liệu có được gì không chị? Được chứ. Nhất định ông Trì sẽ bồi thường cho em, và ông ta sẽ bị kỷ luật. Chị nghĩ em cũng biết mà, bao nhiêu chị em đã bị ông ta làm hại. Em đấu tranh như vậy là cho bản thân em và cho cả mọi người nữa. Mỗi lần nghĩ đến việc ông lừa gạt em rồi đối xử tàn nhẫn với em làm lại, bây giờ em phải làm gì hả chị? Theo chị, em nên viết một lá đơn nữa, gửi lên cấp cao hơn. Em uống nước đi. Được rồi, em sẽ làm. Rồi ra sao cũng được.
liệu mình có thắng không chị? Thắng chứ. Tụi mình có những người bạn tốt, ta có chính nghĩa, nhất định ta sẽ thắng. Má mới đi chợ về hả má? Tôi thấy mấy đứa ngoài tỉnh nó lên nó đi thi, tôi phát buồn. Má, tôi đâu có chờ cô đi làm người mẫu kiếm tiền nuôi tôi đâu. À, không có nhà ăn cơm đi đâu ạ? Con no rồi. Ơ à, sướng không? Con với cái mới nói có một câu đứng dậy đi à. Chuyện gì không em? Em muốn